Vì món nợ 200.000 đồng, cháu ra tay tàn độc với chú họ. Ngày 14 tháng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành cáo trạng truy tố bị can EY Tabor về các tội giết người và cướp tài sản. Nạn nhân chính là chú họ của người này. Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2022, ông Y Kiêng Bia, sinh năm 1972, trú tại Buôn Bua, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, gọi điện thoại cho EY Tabor là cháu họ đến nhà rễ nhà mình chơi và trả 200.000 đồng nợ trước đó. Nhận được điện thoại, EY mang theo một con dao đi bộ từ nhà bố mẹ đẻ ở xã Ia Nuôn, huyện Buôn Đôn sang xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột gặp chú họ. Khi đến khu nhà rẫy, EY và chú họ Y Kiêng ngồi ăn cơm và uống rượu. Sau đó, Y Kiêng nói EY ngủ lại nhà rẫy và nói không trả tiền như đã hứa nên hai chú cháu xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Quá trình cãi nhau, Y Kiêng dùng tay tát EY một cái thì bị EY chấn lại vào mặt. Ngay sau đó, EY lấy con dao mang theo trước đó chém một nhát vào chú họ khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà. Dù chú họ bị trọng thương nhưng EY vẫn cầm dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, EY khóa cửa chính và lấy xe mô tô, điện thoại của ông Y Kiêm rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. EY về nhà bố mẹ tại xã Ia Nuôn, huyện Buôn Đôn tắm rửa, thay quần áo rồi lẩn trốn vào khu dãy vắng của xã Krông Na. Đến ngày 18 tháng 10 năm 2022, EY bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ.